Chào cả nhà anh nha. Rất vui khi các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống của tôi, của Chức Lê nha. Đầu video thì Chức Lê cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà, luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc nha. Hôm nay Chức Lê xin chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn về một cái loại cây có tên là ngải tổ, hay còn gọi là ngải quấn, ngải xoắn, thì cũng đều là một nha. Thì mỗi một cái địa phương thì người ta dùng một cái danh từ khác nhau. Ở đây thì em kêu bằng cây ngải xoắn nha. Thì em cũng đã tìm và kiếm cái cây ngải này rất là lâu rồi. Hôm nay có duyên đã em đã gặp được cái cây ngải này, và em chia sẻ lên cả nhà cùng tham khảo và áp dụng khi cần thiết nhé. Thì thuốc nam thì thứ nhất là cũng mặt ưa, và cái thứ hai thì cũng may chủ của thầy. Chứ ở đây là em cũng không có dám cam đoan là chị hẳn 100% nhé, mong cả nhà cũng thông cảm. Thì em biết bấy nhiêu em xin chia sẻ bấy nhiêu nha. Thì cái cây ngải tổ này nó có công dụng là trị được tất cả các loại bệnh ung thư nha. Trường hợp mà bà con dùng cái cây ngải này thì nếu như mình uống thì mình dùng một cái lá ngải gì, mình bẻ một cái lá ngải, bẻ một cái lá ngải ra thì khoảng một gang nha. Đó là cách dùng, mình bẻ một cái lá ngải khoảng một gang như vậy là khoảng 2 tấc đến 2 tấc 5. Rồi sau đó mình đem vô mình rửa sạch bằng nước muối loãng, rồi mình đổ vô 1,5 lít nước, mình nấu sắc lại còn khoảng 1 lít nước. Thì mình đun sôi khoảng độ 7 đến 10 phút thì 1,5 lít nước thì nó sắc lại còn khoảng 1 lít nha. Trường hợp bà con nào uống cái cây ngải này, trường hợp mà nó bị say á, không quen nó sẽ bị say nha. Trường hợp mà mình uống cây ngải này nó bị say thì bà con mình dùng cái nước trà đường, mình uống vô mình giả liền nha. Mình giả liền. Đây. Thì một ngày như vậy thì mình sắc một lá này nha. Một lá ngải, và mình đổ vô một lít rưỡi nước, mình sắc lại còn lại 1 lít. Thì nếu trường hợp mình không quen á, thì mình có thể trong ngày mình chia ra uống làm 5 phần hoặc là 3 phần là điều rất tốt nha. Còn cái trường hợp thứ hai thì cái cây ngải này có công dụng là trị bong gân, chặt gân rất là hay. Trường hợp mà bị bong gân chặt gân á, cả nhà mình bẻ một cái lá ngải về, vô mình rửa sạch, mình bỏ vô 1 tí muối, rồi mình đâm cái thuốc này ra. Rồi sau đó trường hợp mà bị bong gân, ví dụ bong gân ở đây, thì mình lấy cái thuốc mình đắp lên nha. Chị nó rất là hay. Trường hợp những cái anh mà đi đá banh á, thì hay khi gặp cái trường hợp bị bong gân chặt gân thì mình áp dụng cái phương thuốc này nha. Thì cái cây ngải tổ này thì hầu như bà con hay trồng, thứ nhất là trồng để phong thủy, trồng làm cảnh, và có cái nhiều cái công dụng khác nhau nha. Thì hôm nay em biết được bấy nhiêu thì em xin chia sẻ bấy nhiêu nha. Mong đem lại cho cả nhà nhiều điều hữu ích và áp dụng khi cần thiết nhé. Giờ hôm nay video em xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các cô chú anh chị và các bạn thấy cái video em chia sẻ hay, hữu ích thì đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh nha, để em có thêm cái động lực đăng lên nhiều cái video hay và ý nghĩa hơn nữa nhé. Giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.